Tổ thứ 19, Tôn giả Cưu Ma La Đa. Nhà vốn bỏ hoang có dập vào, tâm hành xứ diệt bạc âm hao. Người ai lại đáp ta nào biết, thưa rằng vô ngã gã hiểu sao. Đại sĩ nghìn năm vừa xuất hiện, Như Lai vạn kiếp đã truyền trao. Sen hồng nở rộ vì sanh chúng, 19 là đời tổ ngất cao. Tôn giả Cưu Ma La Đa, người nước Đại Nhục Chi, khi tổ thứ 18 đến, ngài hỏi: ông là đệ tử của ai? Tổ đáp: ta là đệ tử của Đức Phật. Ngài nghe danh hiệu Phật, tâm thần hoảng sợ, lập tức đóng cửa lại. Tổ đứng đợi rất lâu mới gõ cửa. Ngài bảo: nhà này không có người. Tổ hỏi: vậy kẻ trả lời không có người là ai? Nghe hỏi thế, ngài biết đây là bậc phi phàm, liền mở cửa đón tiếp. Tổ bảo: xưa Đức Thế Tôn thọ ký, sau khi ta diệt độ 1000 năm, có một đại sĩ xuất hiện ở nước Nhục Chi, nối thịnh chánh pháp. Nay ngươi gặp ta đúng với lời thọ ký ấy. Nhân đây ngài xuất gia, được tổ truyền giới, cụ túc và phó chúc đại pháp. Sau khi đắc pháp và độ tôn giả Xà Dạ Đa xong, ngài ngồi trên tòa, dùng ngón tay rạch vào mặt mình thành một đóa sen hồng, phóng ánh sáng chiếu khắp bốn chúng, rồi an nhiên thị tịch. Bài tán. Nghe Phật đóng cửa, nửa tin nửa ngờ, nhà này không người, ẩn trốn kẻ gian. Thuyết pháp phạm thiên, rửa tro trên thang, thọ ký tương lai, kế thừa huệ mạng. Tổ thứ 20, Tôn giả Xà Dạ Đa. Dứt bạc nghi ngờ dạng nẻo thông, mùa xuân tuyết trắng hóa thành không. Sai lầm tạo nghiệp chiêu oan báo, hiển chánh trừ mê lập đại công. Tịnh khiết bản nguyên chân giác ngộ, linh thông tỏ rạng thể không tông. Tâm tâm nối tiếp truyền chân lý, ra thế xưa nay tổng tướng đồng. Tôn giả Xà Dạ Đa, người Bắc Thiên Trúc, được tổ thứ 19 cảm hóa, liền dứt hẳn mối nghi. Tổ bảo: tuy ông đã tin, nhưng chưa rõ nghiệp là do hoặc sinh, hoặc do thức mà có. Thức do bất giác, bất giác là do tâm. Tâm vốn thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không thắng thua, rỗng lặng, linh diệu. Nếu ông thâm nhập pháp môn này, thì có thể đồng với chư Phật. Tất cả các pháp thiện ác, hữu vi, vô vi đều như mộng huyễn. Tôn giả lĩnh hội được tông chỉ, liền xin xuất gia, thọ giới, cụ túc, được tổ truyền đại pháp. Sau khi đắc pháp, tôn giả đến thành La Duyệt, truyền pháp cho ngài Bà Tu Bàn Đầu, rồi ngồi kiết già, an nhiên, thị tịch. Bài tán. Thiện ác hai đường, rõ ràng không sai, bỗng nghe diệu chỉ, dứt sạch tâm nghi. Pháp không sanh diệt, gà gỗ gái ngài, đại nhân xuất phàm, khai ngộ kẻ ngu. Tổ thứ 21, Tôn giả Bà Tu Bàn Đầu. Không nằm độ ngọ quyết chuyên tinh, thánh giả nào đâu vướng lụy tình. Ta quyết vô cầu trừ điên đảo, ông nên phá chấp diệt vô minh. Chuyên cần nhân giống vô sư trí, xả bỏ trần duyên hạnh huệ sinh. Ý tổ trao truyền tâm pháp ấn, Tây Thiên Đông Độ mãi danh vinh.
Tôn giả Bà Tu Bàn Đầu, người thành La Duyệt, ngày ăn một bữa, không nằm, sáu thời lễ Phật để làm gương cho đồ chúng. Tổ thứ 20 đến thành này hỏi đồ chúng của Ngài: Vị đầu đà này siêng tu phạm hạnh có thể được Phật đạo chăng? Đồ chúng đáp: Thầy tôi tinh tấn sao không đắc đạo? Tổ bảo: Thầy các ông còn xa đạo lắm. Chúng hỏi: Ngài có đức hạnh gì mà chê thầy chúng tôi như thế? Tổ đáp: Ta không cầu đạo cũng không điên đảo, ta chẳng lễ Phật cũng chẳng khinh mạng, ta không ngồi mãi cũng không biếng lười, ta chẳng ăn ngọ cũng chẳng phi thời, tâm không mong cầu mới thật là đạo. Nghe xong, Ngài phát khởi trí vô lậu. Tổ bèn truyền pháp. Sau đó, Ngài đến nước Na Đề độ cho Manuala xong, liền bay lên cao nửa do tuần rồi đứng yên trên đó. Bốn chúng đệ tử ngước lên chiêm bái, cung kính, thỉnh cầu. Ngài trở lại ngồi kiết già, an nhiên thị tịch. Bài 8. Chứng trí vô sanh, ban ngày nói mộng, thân nhơ chứa ngọc, trai già ngậm châu, sáng rực muôn trùng, gặp hiền chẳng biết, tiếp nối huệ đăng, trời rung đất chuyển. Tổ thứ 22. Tôn giả Manuala. Dông thuyền đại nguyện dược biển trần, tế độ gian nguy chẳng ngại ngần, cung vua hóa tích tâm thường lạc, khách xá nghỉ chân tiếp tổ thần. Thọ ký Manoa xưa Phật ấn, tôn giả đầu đà nay hiện thân, lời Ngài quả đúng đây nguyền sẻ, rộng khai đàn pháp thí vô ngần. Tôn giả Manuala là vương tử của vua Thường Tự Tại nước Na Đề. Năm Ngài 30 tuổi, tổ bà Tu Bàn Đầu đến nước này. Vua hỏi: Thành La Duyệt có khác nơi này không? Tổ đáp: Nơi ấy từng có ba vị Phật xuất thế. Nay nước của Đại Dương có hai bậc đạo sư hoằng truyền Phật Pháp. Vua hỏi: Hai đạo sư ấy là ai? Tổ đáp: Đức Phật Thọ Ký, 500 năm của thời kỳ thứ hai, có hai đại sĩ thần lực xuất gia kế thừa dòng thánh. Manuala, con thứ của Đại Dương là một. Tuy tôi đức mỏng nhưng cũng dám nhận lãnh trách nhiệm là một người trong số đó. Vua nói: Nếu đúng như lời tôn giả nói thì ta sẽ cho đứa con này xuất gia làm sa môn. Tổ tán thán: Tốt lắm Đại Dương, ngài có thể tuân theo lời dạy của Phật. Tổ liền cho Manuala xuất gia truyền giới cụ túc và trao cho đại pháp. Sau khi đắc pháp hoằng hóa một thời gian, ngài phó chúc cho Hạt Lạc Na rồi ngồi kiết già an nhiên thị tịch. Bài 8. Sanh chốn dương cung, sống đời phạm hạnh, nghe thầy khai thị, bừng sáng túc căn, giữa đời giả tạm, ban tâm vô úy, hiện tướng oai nghi, nghìn hoa vạn cỏ. Tôn giả thứ 23. Tôn giả Hạt Lạc Na. Trong đời tạo vật lạ muôn bề, nương đức từ bi hạt hết mê, cảnh chuyển bản tâm ngăn tự tại, mây che giác tánh chướng bồ đề, mênh mông biển khổ quay đầu bến, cõi Phật thênh thang cất bước về, dạng thuở thành công đều bởi nhẫn, tinh chuyên dõng mảnh niết bàn kề. Tôn giả Hạt Lạc Na, người Nhục Chi, xuất gia năm 22 tuổi, thường có đàn hạt bay theo. Một hôm,
Ngài hỏi tổ Manuala: làm thế nào để đàn hạt kia được giải thoát? Tổ đáp: ta có pháp bảo vô thượng, ông nên nghe kỹ để hóa độ đời sau. Nói xong, tổ đọc bài kệ: vạn cảnh chuyển lay tâm, tinh vi đổi khó tầm, theo dòng biết tự tánh, vui buồn thảy bật âm. Nghe kệ xong, đàn hạt đồng kêu lên một tiếng rồi bay đi mất. Tôn giả đắc pháp liền đến Trung Ấn Độ giáo hóa. Sau khi phó pháp cho tôn giả sư tử xong, Ngài hiện 18 phép thần biến rồi an nhiên thị tịch. Bài 8. Thuyết pháp Long Cung giáo hóa loài chim, chỉ về nguồn cội, thấy khắp mọi nơi, truyền pháp sư tử, hát khúc hoàng hương, cả nước nhục chi, tính hương sông khắp. Tổ thứ 24, tôn giả sư tử. Sư tử thượng nhân chí lạ thường, quyết lòng cầu đạo khắp nghìn phương, vốn không chỗ trụ đâu còn tướng, như có công năng ắt lụy vương. Năm quẩn đều không nào chấp trước, vạn duyên buông bỏ rõ can trường. Rơi đầu sữa trắng đầy vương kiếm, tay hữu rớt ngay báo tỏ tường. Tôn giả sư tử, người Trung Ấn Độ, có lần Ngài hỏi tổ thứ 23: con muốn cầu đạo thì phải dụng tâm như thế nào? Tổ đáp: ông muốn cầu đạo thì không cần dụng tâm. Nếu không dụng tâm thì ai làm Phật sự? Tổ bảo: nếu dụng tâm thì chẳng có công đức, không làm đó là Phật sự. Nhân đây Ngài được tổ truyền đại pháp. Sau đó Ngài du hóa đến nước Kế Tân và phó pháp cho tôn giả Bà Xá Tư Đa. Một hôm, vua cầm thanh kiếm đến hỏi: Ngài đã chứng đắc năm quẩn đều không chưa? Đã chứng đắc. Lìa sanh tử chưa? Đã lìa. Nếu đã lìa sanh tử, Ngài có thể bố thí cho trẫm thủ cấp của Ngài được không? Thân mạng này còn bỏ, tiếc gì cái đầu này. Vua liền dung kiếm chém đầu Ngài, sữa trắng phục lên cao mấy thước. Ngay lúc đó, cánh tay phải của vua cũng lập tức rơi xuống đất. Bài 8. Chỉ cần vô tâm, đại dụng hiện tiền, thông suốt Phật lý, dứt bỏ buộc ràng, gươm bén kề cổ, miệng vẫn thao thao, hoa lau tuyết trắng, nước thu ngập trời. Tổ thứ 25, tôn giả Bà Xá Tư Đa. Nằm mơ kiếm báo được con hiền, tay tả nắm hoài đợi tổ khuyên. Ngọc trả về mình lời Phật dạy, ngươi lo tu gấp đạo hoằng truyền. Đoán rằng pháp nạn thôi đành chịu, lửa cháy tính y chớ ngại phiền. Du hí vô vàng tam muội hỏa, đông đầy xá lợi rõ chân nguyên. Tôn giả Bà Xá Tư Đa, người nước Kế Tân, mẹ Ngài nằm mộng thấy mình được kiếm thần, nhân đó mang thai. Từ khi sanh ra, Ngài cứ nắm chặt tay trái. Người cha dẫn đến tổ sư tử để hỏi nguyên nhân. Tổ đưa tay ra bảo: hãy trả châu báu cho ta. Ngài vội mở tay dâng châu báu, rồi từ giả gia đình xuất gia học đạo. Tổ xuống tóc cho Ngài và dạy: thầy ta quyền ký, trước khi Phật pháp gặp nạn, chánh pháp nhãn tạng trao lại cho ông. Sau khi đắc pháp, Ngài ẩn cư trong hang núi. Quốc vương Thiên Đức
thỉnh Ngài về cung cúng dường. Sau đó, Thái tử Đức Thắng lên ngôi, vì tin theo ngoại đạo nên Phật pháp lâm nạn. Ngài mang y ra để cảnh tỉnh. Vua ra lệnh đốt y, nhưng dần ngũ sắc sáng mãi, củi hết mà chiếc y vẫn còn nguyên vẹn. Nhà vua tỉnh ngộ, sụp lại ăn năn sám hối. Sau đó, Ngài phó chúc y pháp cho Mật Đa, rồi hiện thần biến, hóa ra ngọn lửa, tự quả tán thân trên vùng đất bằng, để lại Xá Lợi cao một thước. Bài tán. Khi chưa sanh ra, Huyền Châu đã nắm, truyền tính y này, hóa độ nhân dân, họa nạn chẳng xâm, như lửa thử vàng, khiến vua hối hận, cờ pháp dương cao. Tổ thứ 26. Tôn giả bất như Mật Đa. Xuất thế ông đừng nể khó khăn, chớ làm các việc á dương tăng, chấn hưng Phật đạo châm hoằng pháp, đào tạo tăng tài nối huệ đăng. Huyễn thật bằng non rồi cũng diệt, định tâm như biển mới thường hằng. Quốc dương trường trảo lòng tinh phục, duyên đến diệt xong hết nhọc nhằn. Tôn giả bất như Mật Đa là con thứ của vua Thiên Đức nước Nam Ấn Độ, theo tổ Bà Xá Tư Đa xuất gia. Một hôm, tổ hỏi: ông xuất gia để làm gì? Nếu được xuất gia, con sẽ không làm việc thế tục. Tổ hỏi: vậy ông sẽ làm việc gì? Thưa Ngài, con làm Phật sự. Tổ phó chúc đại pháp tôn giả Du Hóa đến miền Đông Ấn Độ. Vua kiên cố nước kia thờ ngoại đạo Phạm Chí Trường Trảo làm thầy. Ngoại đạo này dùng ảo thuật biến núi lớn đè trên đỉnh đầu Ngài. Ngài chỉ vào núi, núi ấy bỗng trở lại đè lên đỉnh đầu nhóm người kia, rồi sợ hãi quy hướng cầu thỉnh. Ngài lại chỉ vào núi, núi liền biến mất. Ngay sau đó, Ngài thuyết pháp khiến vua hướng đến chân thừa. Sau khi độ được Bát Nhã Đa La làm người truyền pháp, Ngài từ biệt nhà vua. Ta hóa duyên đã xong, nay sẽ về cõi tịch diệt. Nói xong, Ngài trở lại tòa, ngồi kiết già, an nhiên thì tịch. Bài tán. Xưa vung trí huệ, nơi thờ thánh nhân, hàng phục chúng ma, tà không thắng chánh, hiển bày điềm tốt, vương tộc tinh kính, bất động nguy nguy, núi đạo muôn trùng. Tổ thứ 27. Tôn giả Bát Nhã Đa La. Không biết vì sao lại hợp tình, kiếp xưa gặp gỡ rõ ba sinh. Sư tuyên Bát Nhã thâm chân nghĩa, ta giảng Pháp Hoa thấu lý kinh. Vua thỉnh vào cung dân lễ vật, tăng nguyện hồi hướng khắp an bình. Ra vào chẳng vướng dòng tục lụy, thung dung tự tại chốn phù sinh. Tôn giả Bát Nhã Đa La người Đông Ấn Độ, một hôm nhân lúc tổ Bất Như Mật Đa ngồi cùng xe du hành với nhà vua, Ngài liền đến trước đảnh lễ. Tổ hỏi: ông còn nhớ việc đời trước không? Ngài đáp: con nhớ trong kiếp xa xưa sống chung với thầy, thầy thuyết giảng Maha Bát Nhã, còn con truyền bá kinh điển Thậm Thâm. Việc đời nay hợp với nhân xưa. Tổ nói với vua: đứa bé này chẳng phải ai khác, chính là Bồ Tát Đại Thế Chí vậy. Một hôm, quốc vương nước Nam Ấn Độ thỉnh Ngài đến thọ trai. Vua hỏi: mọi người đều tụng kinh, sao Ngài không tụng? Ngài đáp: bần đạo thở ra không theo các duyên, hít vào không trụ ấm giới. Thường tụng kinh như vậy đến trăm nghìn vạn ức quyển, đâu chỉ một hai quyển.
Về sau, khi truyền pháp lại cho Bồ Đề Đạt Ma xong, Ngài thị hiện thần lực, hai bàn tay phát ánh sáng, hóa lửa tam muội tự thiêu thân, an nhiên thị tịch. Bài tán. Xưa cùng chung ở, nay gặp biết thầm, chính là thế chí. Cùng nhau luận đàm, chốc lát khế hợp, sáng tỏ rộng rang, đọc kinh như thế, tuyết trắng xuân sang. Tổ thứ 28, Đại sư Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma đông độ kết nhân duyên, chẳng hội cùng vua phải bỏ liền. Hùng nhĩ thần quang quỳ chính hạ, tuyết đông huệ khả chặt tai nguyền. Dùng tâm khế hội hoằng chân lý, ấn tổ nối truyền giữ pháp thiên. Bị hại sáu lần không tổn hoại, về tay dép cỏ mãi lưu truyền. Đại sư Bồ Đề Đạt Ma, người Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua Hương Chí, dòng sát Đế Lợi. Khi tổ Bát Nhã Đa La được thỉnh vào cung cúng dường, tổ đem bảo châu mà nhà vua ban tặng để thử ngài. Ngay đó ngài bừng ngộ. Tổ Bát Nhã Đa La bèn phó pháp, có kệ rằng: đất tâm sanh các giống, lý từ sự sanh ra, quả bồ đề viên mãn, hoa nở khắp muôn nơi. Sau khi đắc pháp một thời gian khá lâu, ngài nghĩ nhân duyên đến Trung Quốc hoằng quá đã thuần thục, liền đáp thuyền vượt biển đến Quảng Châu vào thời nhà Lương. Thứ sử Tiêu Ngang dâng biểu lên vua Vũ Đế, vua mời ngài đến hỏi: thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Ngài đáp: rỗng rang không thánh. Vua hỏi: đối diện với trẫm là ai? Ngài đáp: không biết. Nhận thấy nhà vua không thể hội được ý mình, ngài bèn vượt sông đến đất Ngụy vào Tung Sơn. Ít lâu sau gặp thần quan, ngài phó chúc đại pháp rồi cùng đệ tử đi về chùa Thiên Thánh ở Vũ Môn, ngồi kiết già an nhiên thị tịch. Đồ chúng an táng nhục thân ngài tại núi Hùng Nhĩ. Đến đời Đường, vua Đại Tông phong cho ngài thụy hiệu là Viên Giác Đại Sư, tháp hiệu Không Quán. Bài tán. Mới đến Trung Hoa, đáp vua không biết, lật tung khuôn sáo, gõ trời chảy máu, độ kẻ chặt tay, núi hùng xóa vết, chi tủy phân da, trên tuyết thêm xương. Tổ thứ 29, Đại sư Huệ Khả. 487-593. Chào đời điềm lạ chiếu hào quang, thông suốt sử kinh thật khó bàn. Sen báu khắp trời hoa trải đất, người tin thần quỷ thảy hân hoan. Chặt tay cầu pháp lòng thành kính, tuyết phủ ngập lưng dạ vững vàng. Vừa khởi tâm tìm tâm vắng lặng, nêu cao chánh lệnh độ trần gian. Đại sư Huệ Khả họ Cơ, người Vũ Lao. Lúc mẹ mới mang thai, có ánh sáng lạ chiếu trong nhà, nên khi sanh ra đặt tên cho ngài là Thần Quang. Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã lầu thông kinh sử. Sau khi xuất gia, ngài ngồi thiền suốt ngày và được thầy bổn sư dạy đến Thiếu Lâm Tham Yết Tổ. Dâng lời thầy dạy, ngài đến gặp Tổ Đạt Ma, nhưng chỉ thấy tổ quay mặt vào vách chứ không được nghe lời dạy dỗ sách tấn nào. Một hôm, ngài đứng dưới tuyết suốt đêm, đến sáng tổ hỏi: ông cần việc gì? Đại sư bật khóc thưa: con cầu thỉnh pháp. Nhưng bị tổ quở trách, để chứng tỏ tâm thành, ngài liền chặt cánh tay rồi thưa:
tâm con chưa an, xin thầy an tâm cho con. Tổ bảo, đem tâm đến ta an cho. Ngài thưa, con tìm tâm không được. Tổ bảo, ta đã an tâm cho ông rồi. Đại sư hoát nhiên đại ngộ. Tổ phó kệ, ta vốn đến đất này truyền pháp dạy người mê. Một hoa năm cánh nở, kết quả tự nhiên thành. Đắc pháp rồi, ngài tiếp tục xiển dương tông phong vi diệu, sau đó trao đại pháp cho tăng sáng. Công việc hoằng hóa đã mãn, ngài an nhiên thị tịch ở Quảng Thành, trụ thế 107 năm. Vua Đường Đức Tông 780-805 ban thụy hiệu là Đại Tổ Thiền Sư. Bài tán: tìm tâm không được, tâm đã an rồi. Tay rơi trước núi, nối dòng Phật Thánh, chặt đứt đầu sào, toàn nêu chánh lệnh, ba lạy đứng lên, lại thêm lắm lời.